Phát biểu tại hội nghị giao ban cấp ủy quý 1 năm 2019 vừa được tổ chức, đồng chí Nguyễn Hữu Định, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đề nghị các chi đảng bộ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện công tác xây dựng đảng đạt chất lượng, hiệu quả, nhất là đối với đồng chí Bí thư, người đứng đầu cấp ủy. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với các tổ chức đảng và đảng viên, đảm bảo đúng thẩm quyền quy định. Trong quý một năm nay, các cơ quan đơn vị đặc biệt quan tâm đến giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống tới cán bộ, đảng viên, quần chúng. Công tác tổ chức xây dựng đảng tiếp tục được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo. Chế độ sinh hoạt, nội dung sinh hoạt cơ bản thiết thực, nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, phát huy ở nhiều tổ chức cơ sở đảng. Phát triển đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng lý luận cho cán bộ, đảng viên được quan tâm. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận làm rõ những khó khăn vướng mắc, bất cập trong hoạt động tại cơ sở, từ đó tham mưu đề xuất giải pháp khắc phục.